chào các bạn đang xem kênh Live Inspire Photo Vlog. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cái kỹ thuật là đá số sống nha các bạn. Bây giờ cái tay trái của mình là đang cầm máy quay video nè. Sang số thì mình không thể nào ốp gom được. Bây giờ mình sẽ đang là số 2 nha, mình sẽ lên số các bạn. Đó, mình đã đang lên số 3. Rồi, lên số 4. Đấy, rồi lên số 5. Rồi, lên số 6 luôn. Đó, rồi, đang số 6 các bạn. Đó, đây là cái kỹ thuật đá số sống nha. Rồi, làm thế nào đây? Bây giờ mình sẽ xuống số các bạn. Rồi, đang số 6 nha. Mình sẽ xuống số. Rồi, xuống số. Rồi, số 5. Số 4. Số 3. Rồi, lên số lại. Rồi, lên lại. Số 5. Rồi, xin lên số đi nha. Ok. Rồi, đây là số 6. Đó. Rồi. Các bạn thấy phía trước đẹp không? Đó là nút bà đen nha. Không biết là các bạn có nghe rõ không ha. Bây giờ cái kỹ thuật sang số, nói chung là mình cũng mới tập thôi. Chẳng hạn như bây giờ mình muốn xuống số á. Trước khi xuống số á, thì cái phần tay ga của mình nẹt cái mình xuống số các bạn. Để giữ cho nó đồng tốc độ thì sang số nó sẽ mượt, nó bị cứng ha. Rồi, mình xuống số nè. Đó, đó, nẹt vô một cái rồi thả ra đạp sang số. Đó. Rồi, lên số nè, lên số mình nẹt từng cái giữ cho nó ra lên số. Đó, rồi, lên số nữa nè. Đó, lên số nữa nè. Rồi, lên cái rồi, lên 6 rồi, lên nữa xuống số. Đây, xuống số nha. Đó, xuống số. Cảnh lúc mà đang